Dạ Quang Linh xin mến chào quý bà con cô chú anh chị mình ha. Hôm nay thì tầm 5 giờ hơn thôi thì mấy anh em đến đây để đưa Suka đi khám bệnh, thì được một vị mạnh thường quân hỗ trợ cả một chiếc xe và tiền khám bệnh cho Suka. Hôm nay thì dẫn Suka đến chỗ Cao Lãnh Đồng Tháp để khám bệnh ha quý bà con ha. Để coi Hai mẹ con đang bê xuồng cái qua nguyên đây. nhân của Suka như thế nào để điều trị cho nó đúng. Có mang nón bảo hiểm không Suka? Ở bên nhà không có nón hả chị? Phải tranh thủ đi sớm vậy quý bà con, ra ngoài kia Bên mới nhà mới đâu, mới qua kịp. bên kia tới rồi, qua bên chợ tới rồi. Qua chợ hả? Ừ. Dạ. Có nhưng mà mình đi đây xuống độ kia đó lắm. Đi đi ra ngoài kia mới à, xa hơn là mình xong. Bạn từ 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 từ. Từ lên. Đang sáng rồi. Ừ. Vừa thôi ứng ứng trời rồi nè, cô chú hồi tới giờ có hồi hộp không Suka? Có ngủ được không? Tưởng nói không luôn. Ơi. Bây giờ là để hỏi vài câu hỏi vài câu đi rồi đi nè chị Út. Út đứng gần vô đi Út, mà mở khẩu trang ra đi Út sớm. Bây giờ cũng trước khi để mình đi xuống Cao Lãnh đó để em khám cái Suka như thế nào đó, muốn hỏi Út là hồi đêm hôm mình có nôn nao gì không hay là như thế nào, cảm giác như thế nào, không ngủ cũng ngon. cũng ngủ ngon á, bình thường á. Dạ đúng rồi, ngủ ngon À rồi Suka làm sao cũng ngủ được. rồi anh Trường Giang có dặn là mình đi mình có giấy của quyền được không? Có Có luôn ha. sáng Suka có đốt nhang giấy chưa? Không, lỡ lỡ gì mà tôi giấy được. Vậy tức là chị sáng cũng có trình của quyền trình chủ ha, quyền không mới sáng nay đưa Suka đi đến bệnh viện vậy ha. Trời ơi, coi cái phong cách đeo ba lô kìa. Từ từ chút xíu đi, chút xíu mình nói chuyện lại đi, cũng còn sớm lắm. Dạ. Chưa lại. Chưa lại. Chưa lại rồi. Ok. Hỏi thăm chị coi tối làm sao coi. Suka sáng thức mấy giờ Suka? 5 giờ. 5 giờ là mới thức cái bọp luôn. Thì hồi đêm hôm thì cũng có 3 giờ rồi cúng. Hôm hôm cũng thông báo với Suka là cũng có Mạnh Thường Quân cũng nghe nói Suka đi như thế này nè, rồi cũng có hỗ trợ cho Suka 2 triệu mà bây giờ này không có rút được, chắc có lẽ là đợi clip sau hoặc chiều chiều mới được. Thôi bây giờ cũng... Suka bù trước đi đó hả? Chiều thiếu về tôi lại sao? thiếu trước đi này còn sớm quá cho nên thì chưa có rút tiền được, cũng thông báo cho khán giả biết gì đó, tại vì chưa rút tiền được cho nên tiền của Thanh cũng có mấy trăm ngàn không có đủ đủ cho nên để cho Suka bỏ túi rằng có một cái tinh thần có động lực nữa thì cũng qua nay cũng có một hai người để giống như cho tiền Suka vậy đó để cho Suka đi. Bên cạnh đó thì được Mạnh Thường Quân ở đây ở tại chợ xe rồi để chạy chợ cái kinh phí cho Suka rồi, nhưng cái đó nếu mà đừng vậy thì số tiền đó mình để trong túi để sau này mình còn đi tới đi lui, mình còn tái khám hoặc là mình mua thuốc nữa ha. Dạ. Ừ. Vậy là cái chị Mạnh Thường Quân này là chỉ bao xe, ừ. Thấy không? Bao đi đứng nha. Và Còn đi cái đứng. Kinh phí mà mình Ăn thuốc uống men hay ha, vậy sao? bác sĩ rồi đó, tự mình nha. Mình chị có nói rồi hả? Chị Có có nói là chưa? chỉ bao xe thôi hả? Không không. Là lớn nói hay sao chị? Lớn nó nói có gì vậy là bao hết. Bao hết cơ không chừng bao sao hết coi như là có sao cũng được, có tấm lòng ha, dù nếu mà không ấy thì mình xuất tiền túi, mà tiền có thì tiền đó mình để là mình tiền làm khám công với việc thuốc khác. men cũng chắc không có nhiều đâu. Dạ rồi bữa nay Suka mang được nhiêu tiền theo không biết mẹ chứ ờ túi Suka 5 triệu. 5 triệu ha, để dành để thủ ha, chứ nhiều khi xuống đó rồi nó phát sinh ra này kia rồi mình trở tay không kịp. Chị Suka ôm cái ba lô bự quá chứ gì chổng ơi Suka. Có đem giấy Ủa? Theo không? Bộ tính đi xuống bệnh viện trang điểm nè hả? Có đem giấy căn cước không? Có không? Có không? Suka không? À, có được rồi. À, có Suka mình Suka được rồi. Vậy bộ Út tính khám luôn sao khỏi? Không có. Không có hả? Thì khám Suka. Sao sẵn? Sao sẵn Suka mình không khám luôn đi? Khám sức khỏe luôn. Sao nghe nói Út cũng không được khỏe. Không khỏe là gió mà không gió không hả? Ông không, 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 không có không có nhiều như Suka ha. Nhưng mà ai đồn cũng không chờ không sợ gió hết. Rồi bữa nay Suka đi bệnh viện mang kem phấn theo tính vô trọng trang điểm cho ông bệnh ông bác sĩ luôn hả vậy?
Không, tại đây tượng trưng thôi. Tượng trưng thôi à. Khi nào rảnh thì quét quét lên đâu không? Cho nó đẹp. Ồ, đeo cộng dây chuyền. Ủa, chuyền có mua hay vậy? Đâu có. Cộng chuyền gần qua. Để xuống, đeo phải để xuống chứ đâu mà giấu. Chụp ra sau lưng rồi. Cởi nó đi. Đeo ngực. À, tức là thích đeo vậy á. Thì đã biết Suka không được khỏe rồi cho nên mới vậy. Sao thì để cho người ta đeo vậy đi. Thích đeo vậy hả Suka? Nhưng mà vô chổng là phải làm theo lời bác sĩ nha, không có là thích được nha. Đừng có gượt bác sĩ nha. Bác sĩ kêu sao mình làm vậy nha. Thì cũng chuẩn bị lên xe khán giả. Bây giờ này xe cũng chưa lại cho nên mình phỏng vấn chút xíu. Giờ sáng rồi nè. Nãy tối giờ mới chút xíu sáng rồi. Tại dù gì muốn mình tranh thủ trước một chút vậy đó. Mình lên. Trước khi đi hát tặng cho bác sĩ một bài đi. Không. Hay là vô đó hát mới hát. À, tính đi hát cho bác sĩ nghe hả? Hay là vô đó hát cho bác sĩ nghe một bài nghe, cái chuyện bác sĩ miễn phí luôn á. Rồi Suka hồi sớm giờ thức dậy có ăn gì chưa? Chưa. Người tính ăn gì đây? Hay là qua chợ mình ăn rồi mình mới đi. Ăn gì? Ăn xôi. Ăn xôi gì? Ăn gì cũng được. Đi qua chợ xong rồi. Đừng có gì ăn, cũng được mà. Suka là miệng ăn hàng mà. Được rồi, cũng được. Hay là qua chợ quốc gà luộc. Xôi cũng được. Gà luộc ha. Rồi vậy mình đi đi. Đi đi. Gà luộc đi được không? Lên xe. Giờ đi với ai? Gà luộc đây. Giờ chờ cháu lên đi ha. Chuẩn bị lên xe. Rồi lên xe nào chọn nào, chọn xe nào cũng được nha. Muốn đi xe nào? Nhìn đây. Nhìn đây thích chiếc nào? Thích chiếc nào? Lên chở đi nha. Chọn như đó hả? Ừ. Lên chở thì lên chở. Chứ đó thì lên chở. Cái gì đâu? Đen đỏ trắng chiếc nào cũng được. Chở cũng được. Vậy là chọn chiếc đen trắng đỏ. Ừ, ba chiếc ra. Muốn chọn chiếc nào là chạy chiếc nấy. Sao không chịu chọn? Chiếc đỏ kìa. Rồi bác quyện chở cũng được. Rồi bác quyện chở phải không? Biết xe của ai hả? Rồi, rồi. Biết xe luôn. Đi lên. Đi lên. Cho mẹ em chở kìa. Cho mẹ em chở. Cho mẹ em vậy? Lên. Phải không? Đúng rồi, tôi ra chở anh lên. Được rồi ha. Đi xe với... Dễ hờ. Mai mốt mà khỏe mạnh chắc dễ thiệt à. Ừ, đúng rồi. Dễ thiệt. Thì mai mốt dễ làm dễ gì? Dễ thiệt. Dễ thiệt nha. Là tiền nào khỏe mạnh đúng không? Dễ thiệt chứ là về là khỏe luôn nha. Rồi, lên xe. À, coi nó ngồi xe nè, ngồi xe nè, nó ngồi xe nè. Lên xe. Rồi, tiếp tục lên xe. Dễ hờ, chở đi. Rồi, mình sẽ khép lại video nghe khán giả. Rồi tới tiếp mục giao lưu. Nói chuyện đi. Để nói chuyện kia lên đi. Đó. Anh đi qua. Quá trời à. Chị bà là sáu hai đứa mình. Rồi. Cô lạnh hả? Quanh kia đi xa lắm. Rồi tới bến phà quý bà con. Qua nhà Suka phải qua cái phà này rồi qua cái xuồng. Rồi hổm thì đi vô tới nhà được nước ngập là phải qua cái thêm cái xuồng nữa. Ở đó luôn đi ha. Ở đó luôn đi. À. Khỏi có lên đâu. Đây là anh Lến quý bà con. Anh Lến là ở gần đây. Anh Lến là cái người mà đã mà chỉ mấy anh em qua trước đó để giúp đỡ cho hoàn cảnh của Suka. Hello anh Lến. Sao anh thức trễ quá vậy? Người ta đi rồi sao anh giờ này mới tới vậy anh Lến ha? Kỳ vậy ha? Qua con phà quý con. Con đưa chung luôn nha. Không để chở. Bữa nay chở Suka khám bệnh lúc hay gì đó. Đủ chưa? Đủ rồi lấy thêm. Này là chơi mới chở có một xe à. Còn đây. Hai xe nữa phải không? Một xe hai người. Một xe hai người đó. Rồi. Rồi giờ đi lên bến phà nè.
giờ đang chạy lấy cái chỗ mà xe chỗ mạnh thường quân hỗ trợ để đi cho quý bà con ha. Cái chợ này là cái chợ khu 2 đây. Sao số ca? Ê số ca, ngoài đó có bánh kìa số ca. Bánh không? Lấy cho chàng ra. Nè bánh nè. Hello chị. Trời ơi chị gái xinh đẹp mở cái trang rồi không nào. Trời ơi đẹp gái quá nha. Để view cho chị gái bánh luôn nha. Review cho chị coi bánh gì số ca? Bánh gì vậy? Bánh đó bánh gì? Bánh bò hả? Thôi sáng đi đi sáng đi đừng ăn bánh bò, đừng ăn nữa bò. Em ăn bánh mì. Bánh khác đi. Bánh da lợn đi. Ơi. Da lợn là da heo đó hả? Da heo. Để em để vô làm heo. Cái này bánh bò, không bánh cái này là con mì nướng. Rồi, quá rồi, quá rồi. Mua lên xe nhất nhất thôi. Không lấy bánh mì chuối nữa. Rồi đó lên xe. Lấy xôi dị đi. Lấy miếng xôi dị nè. Bánh vàng đó là bánh gì? Bánh vàng bánh thốt nốt. Bánh thốt nốt. Ồ ở đây có thốt nốt luôn hả? Hay à. Cái này chú tại chợ cho còn bánh này con mua. Cái vụ cái khác nặng nặng thì để con. Không cái khác nặng 50.000 đi. Cái khác nặng nặng thì để anh lớn mà lo hết nha. Cái gì nhẹ đi chú. Để con. Rồi cắm số khác. Cảm ơn con đi con. Chơi chút gì cho. Buổi sáng bán đắt hơn. Có sức khỏe không? Có sức khỏe không? Sức khỏe luôn. Sức khỏe giống ai? Chị băng bánh là màu lắm nha. Lấy con dao xuống luôn đi. Bỏ túi luôn đi, lấy con dao bỏ túi áo đi. Rồi, bây giờ chúc mừng nha. Rồi, mấy ba chị. Rồi. Quá trời cái xe nè, đủ thứ loại bánh luôn. Rồi sao đeo khẩu trang nữa rồi? Tới giờ đeo khẩu trang nữa hả? Thấy khẩu trang đó chú cho đeo hoài. Phải rồi. Đây siêu ca, nãy giờ có để ý gì không siêu ca? Dài nút áo lộn nút rồi. Biết luôn. Đuôi là mua đen, đuôi cho mai cầm mua. Phải rồi. Đi mua bánh mì với nước, em mua cho. Đó gọi là mua đen hả? Tới siêu ca tại chợ phải không? Đừng, anh lên tại chợ hết, đừng lo. Ô cái áo này như dám bữa hổm trong cái gì cái bao mình lấy ra phải không? Mình đừng quên cho đó, có cái nón đó phải không? Mới hôm qua nè. Đợi chưa hả? Chưa, từ từ đi. Dạ, dạ. Chút đi rồi gái. Là chị là tại chợ Chính hả? À. Chị Liên á. Con chị Liên Yến Sào hả? Đúng rồi. Chị Liên Yến Sào. Nói tôi chơi thử. Tụi em ghi hình được không chị? Được phải không? Nè chú ca nói nghe nè, mở khẩu trang nha, bỏ vô túi đi chừng nào. Bỏ vô nhà đi. Không ngồi đây chị làm việc đấy. Ngồi đây sáng. Con ai? Rồi ngồi đây sáng nha chị. Cảnh đẹp. Chú ca kêu bằng gì? Kêu bằng gì? Kêu bằng mấy đứa hai con rồi. Ở nhà Nam Giang hay sao? Vì là hôm nay chị tài trợ cái chương trình này ha. Yeah. Rồi cũng như là muốn cho khán giả với gia đình hiểu rõ hơn là chị có thể chia sẻ là cái chương trình này là tài trợ cái gì để cho biết hả chị? Yeah. Hôm nay thì trước mắt là mình đi xuống bệnh viện Nam Bầu á, khám bệnh cho bé. Yeah. Rồi sau đó người ta coi bé như thế nào rồi mình mới biết để... Cũng như là chị tài trợ chuyến xe này đi. Thứ hai nữa là kinh phí bên bác sĩ đâu ha. Chị lo còn xe là có một đứa em nữa. Tiếp vô ha. Dạ. Giống như hùng nhau làm từ thiện nha. Em đứa em nó đi chở số ca đứa em chở hết. Tôi quên. Số ca này gặp được. Em mình cũng mấy chục năm rồi đâu.
Hồi xưa đi làm ở trên kia hả? Chưa gặp nhau trên kia ha. Coi như đây là người quen nhau, người quen gì, người xưa lâu năm gặp lại. Dạ. Sáng à. Rồi sẵn gặp chị đây nè, cảm ơn chị luôn đi cho ca, tại ông già nghe nói mà chưa biết mặt á. Rồi chị thương á, chị thương á. Thương chị ca. Vậy là con về đây mấy năm rồi? Thì còn năm 13. Dạ. Mới về đây là năm nay. Dạ. Kìa xe lão kìa. Rồi xe tới luôn. Đây là chiếc xe sẽ đưa Suka đi đến bệnh viện ông bầu để khám bệnh. Cho con cái một đâu rồi, còn hai bịch ở nhà ta cho. Mới sáng còn mát sao mình đeo khẩu trang hoài, Suka bữa nay thấy lạ lạ đó. Này sợ sắc mặt ăn nắng phải không? Đây là anh tài trợ con xe để đi chở Suka đi đây. Chút xíu Suka ngồi đằng sau cốp xe nha. Yeah. Ok không? Đó, vậy nó cũng chịu luôn kìa. Mình mới quay được. Cái ngồi trước mình đâu quay được. Ở sau rồi tới hai ba người nữa. Chút nữa trên lên rồi kìa. Đây, đây mấy mấy 1 2 3 6 chỗ à. Dễ ha. Rồi bây giờ Suka chuẩn bị lên xe thì Linh xin tạm dừng clip ở đây. Linh sẽ cập nhật liên tục ngày hôm nay quá trình đi khám bệnh tại Cao Lãnh Đồng Tháp ở bệnh viện ông bầu của Suka cho mọi người xem. Rồi, hẹn gặp mọi người trong clip sau.